Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng với ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Calvin Klein đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay. Này, bên trong thì các bạn thấy là họ đóng gói khá là đơn giản. Chúng ta sẽ thấy đây là chiếc box chính đến từ Calvin Klein. Được bảo vệ bên trong một chiếc túi ni lông tránh khỏi bụi bẩn cũng như là cái chất lỏng nè. Mình sẽ lấy ra nha. Một chiếc box rất là quen thuộc với màu trắng thuần khiết đến từ Calvin. Bây giờ mình đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta hoàn hảo nhất khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo bao tay vào, tránh trường hợp là mồ hôi tay bám lên trên bề mặt bóc cũng như là bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ. Ngay từ chiếc hộp bên ngoài các bạn cũng có cảm nhận được cái nét thiết kế của Calvin Klein rồi, rất là đơn giản tối đa, độc đáo tối đa. Thì chúng ta thấy một cái màu trắng thuần khiết với tên thương hiệu cực kỳ nổi bật ngay trên phần nắp hộp Calvin Klein. Mình sẽ đi vào bên trong nhé. Bên trong một nhân vật chính vẫn được bảo vệ rất là kỹ lưỡng với hai lớp ni lông nha các bạn. Một túi ni lông lớn bên ngoài và một ni lông mà mỏng hơn nằm ở bên trong bảo vệ trực tiếp chiếc mắt kính. Trên chiếc túi bên ngoài chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm bên trong như là tên thương hiệu Calvin Klein cùng với mã sản phẩm sẽ là CK20520S và mã màu sẽ là 001 cùng với thông số kỹ thuật là 57-16-145. Chúng ta sẽ có độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính nha các bạn. Và ngày xuất xưởng là 22 tháng 7 năm 2022. Rồi, mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra nhé. Bên trong thì ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có thêm một phụ kiện, đó chính là một sách hướng dẫn của Calvin Klein. Anh Thầm sẽ lấy ra. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, được bảo vệ rất là kỹ lưỡng trong một chiếc túi ni lông nữa nha các bạn. Sản phẩm còn rất là đẹp luôn. Calvin Klein họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản với một túi ni lông mỏng bọc một bên càng kính bên trái như thế này, tương tự như một số hãng thôi. Và trước hết là mình sẽ giới thiệu về tên của một sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Calvin Klein Fashion Woman Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập Fashion của Calvin Klein. Mã sản phẩm đầy đủ sẽ là CK20520S-001. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi nha. Với độ rộng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 55mm. Và ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nha. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang, vừa phải mang lại cái trải nghiệm đeo thật sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Và màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là màu xám cơ bản và tất nhiên 100% chống tiêu UV. Đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Cầu kính trong mẫu này chúng ta sẽ có là 16mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây chính là cầu kính của chúng ta. Và càng kính trên mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha các bạn. Và thường thì hầu hết những kính râm và kính mắt đều có những cái số đo kích thước, mã sản phẩm cũng như số kỹ thuật đều được thể hiện bên trong cái thân càng kính bên trái đây. Các bạn có thể thấy ha, mã sản phẩm sẽ là CK20520S nè. Mã màu sẽ là 001 và đây, thông số bên trong 57-16-145. Vậy là có mình có một xíu nhầm lẫn là lúc này độ rộng kính chúng ta sẽ 57 nha. Lúc nãy mình như mình nói lộn 55 thì phải. Đây, độ rộng kính là 57-16-145. Còn phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có là tên thương hiệu Calvin Klein cùng với chuẩn mới là UKCA. Đó chính là những cái thông tin và có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ thấy tên thương hiệu Calvin Klein được đặt rất là sắc nét ngay trên phần thân càng kính ở cả hai bên nha. Chi tiết này làm cho chúng ta thấy là cái độ nhận diện thương hiệu dành trên mẫu mắt kính hầu như là tối đa dành cho mẫu sản phẩm ở các góc nhìn luôn.
Dạng khung được sử dụng trên mẫu này cũng khá là quen thuộc, đó là dạng square, tức là dạng kính vuông. Đối với kiểu kính dạng vuông, nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn, giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Từ đó bạn sẽ tự tin hơn với chiếc mắt kính này. Đó là ưu điểm rất là lớn của dạng khung này và được sử dụng rất là phổ biến trong ngành chế tác mắt kính. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có một cái màu metal black, tức là màu đen mờ, là rất là cao cấp, nó mang lại cái nét cao cấp nè, sang trọng hơn. Và chất liệu khung được sử dụng sẽ là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được để bên trong là một cái lớp kim loại nhằm để tăng cái độ bền cho sản phẩm nè. Và nó cho cái cảm giác đeo cũng khá là thoải mái vì trọng lượng tương đối nhẹ. Đặc biệt thì nhựa plastic cũng rất là an toàn, không gây kích ứng cho da. Đó là những ưu điểm rất là lớn của loại vật liệu này. Và tổng kết lại thì các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta sở hữu một cái thiết kế khá là hiện đại, trẻ trung với kiểu dáng thời trang phù hợp với xu hướng hiện nay. Dễ dàng kết hợp với khá là nhiều kiểu trang phục, từ đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong khá là nhiều hoàn cảnh khác nhau, như là đi dạo phố hay là đi làm, để tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh với chiếc mắt kính Calvin Klein này. Và qua cái góc quay các bạn có thể là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung ha, cũng như hai bên ống kính nè. Đây, các chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn. Thân càng kính, khớp kính bên trong thì còn rất là chắc chắn. Để các bạn có thể thấy nè, cả hai bên, phần khớp kim loại này còn rất là chắc chắn luôn. Và đó cũng là một số cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Calvin Klein nói chung, cũng như là mẫu Calvin Klein Fashion ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm kính mát cũng như là kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.